có thương hiệu, có thương hiệu năm nhiều người mua chứ còn đâu nó cũng có hết đấy mà. Đúng rồi, thật sự bây giờ là mọi người thấy cũng đơn giản lắm, đơn giản như cái gì đâu, nhưng mà mọi người vẫn cứ đây này, đồ ăn hỏi cái thứ đây anh. Đồ ăn hỏi cho lên đây rồi đặt đây bạn làm tại chỗ này không? Vâng, còn làm tại chỗ gửi hỏi trọn gói nè. Nhà nhà mình có lên đây đặt không? Có, tức là nhà mình thì không phải đặt mà người cái nhà bên cái Vinh ấy nó đặt ở đây. Đặt ở đây. Xong nó đưa nhà mình. Thì đó. Thì bây giờ nó có cái gói dịch vụ làm ngon lắm, không có phải làm cái gì hết. Đến giờ ngày là nó mang đến. Giờ mình cứ coi ở trên hình với mình đặt đi, nó đem tới tận nhà luôn. Dạ. Chị anh chị có thằng con nuôi bên Mỹ nó về. Nó đòi cái bánh gì đó. Đòi cái bánh nãy chị nói. Bánh như vậy nè. Đòi cái bánh gì mà giờ mà của đặc sản của Hà Nội tại cha mẹ nó già lắm rồi. À. Mà cái tên là gì? Đó. Bánh tên là gì? Tra trên Google. Con là thằng này nó đi ba mươi mấy năm lần đầu tiên về Việt Nam, nó nói mình cũng không hiểu, mình hiểu mình chết liền. Mà không hiểu bánh nó nói đặc sản nó nói mà cái bánh giòn giòn làm gì cái bánh giòn. Hồi bữa nó chụp hình nó gửi cho em đó, đâu được cái hình chụp quay mà do em bị trôi mất đi nên hồi nãy nó đi anh Sơn nói còn nó gửi lại thôi, đừng có để cậu chờ con không có đợt này mà tụi nó mà nó không có đi cái lịch của nó mà nó không có đi Đà Lạt mà nó theo nó ra cậu cho biết luôn. Đúng rồi. Anh Sơn không cho đi, anh Sơn nói thôi đi làm chi ra cậu bả bận nhiều mà đòi đi theo cái thí dụ cái cẩn con thím kính á nó ra đây nó họp hôm qua có biết mình không có đến không, nó không đến nhưng mà cũng không vấn đề gì. Thế thì nó ra đây nó bảo là cháu ra để bay buổi chiều, thế thì nó lại đổi lên buổi sáng nó bay để cho nó kịp ấy. Thế là rất là mừng nó ra nó dự được. Thứ hai nữa là nó cũng bảo là có cháu đi cùng với một cái đứa bạn. Thế bảo ơ cái nó đến luôn, nó vui. Bảo chính cháu lần đầu tiên ra Hà Nội và thế thì tốt quá, lần đầu tiên ra Hà Nội thì đến. Cái hôm nay là đến chủ nhật thì nó vào. Nhưng mà thực ra thì nó ra Hà Nội nó cũng muốn chơi để cho nó đi chơi. Nó vô qua nhà mình nó mất hết thời gian. Không vấn đề gì, gặp nhau được ở đó là tốt rồi. Đúng rồi, nói chung thế là... còn nó tâm lý là đầu tiên ra Hà Nội nó cũng muốn đi chơi chỗ nọ chỗ kia, kệ nó thôi, mình không có thời gian đưa nó đi thì thôi để cho nó tự do thôi, chứ nó qua mình nó phải mất 1-2 tiếng luôn. Bây giờ mình lên cái nhà này là cái nhà 39 Nguyễn Hữu Huân. Cái nhà 39 Nguyễn Hữu Huân này là chính là cái nhà cũ của nhà em, nhà hồi xưa chú ở đúng không nhỉ? Vâng, cô vâng đấy, nhưng mà em mất ở đó. Cậu á. Cái nhà đấy là nhà đường Trường Chinh. À. Cái nhà thì đang cho thuê. Ngõ 22 gì đó. 120. À, đấy. Còn cái nhà này là cái nhà chính là cái nhà ba thế hệ nhà mình ở này. Thì gọi là cả... nếu ở trong Nam của anh gọi là nhà tổ á, nhà của có tổ trong nhà mình ấy. Thì qua đấy ở. Tức là mẹ. Bây giờ cái hàng ấy nó rất may cho mình là cái nhà đấy nó lại mở hàng cà phê. Cho nên mình lại chui được vào nhà mình. Thế là mình cứ ngày rỗ ngày thứ là mấy anh em lên đây uống. Vì là mẹ em mất ở trong này mà. Mất ở cái nhà luôn. Mất ở cái nhà luôn. Mất ở đấy cho nên là sau đó thì nó lại thành cái kỷ niệm. Ừ không em. Thì bây giờ cái hàng cà phê nó là cái cà phê trứng của ông Giảng, nó cũng nổi tiếng lắm. Thế cho nên là nó tây tiếc là cứ đến Hà Nội là đến cái hàng đó. Thế là nó cũng rất đông mà bạn bè của em mà tây cũng cho đến đấy luôn. Thế là cứ bảo nhau đến, thế là cái hàng ấy là tương đối đông. Nếu mình không đặt trước là cũng hết chỗ mà lại vào đúng nhà mình. Không có ghế. Nhưng mà cái nhà đấy là mình hồi xưa giờ mình có cho ai thuê không? Không, có một thời kỳ mình cho thuê chứ chưa bán được. Vì là nó cũng bậy một chút, tức là có một số cái thằng cái anh hàng xóm ấy nó định mua, nó mua thì nó nối vào thì rất là nhiều đúng tiền. Thế nhưng mà nó lại cứ muốn dìm giá nhà mình. Nó cứ bảo là có bà mất ở trong đấy bán cũng khó thế nọ thế kia, thế là mình bán bán cho người ngoài. Thế là cái hồi mà trong quá trình mà mình chưa bán ấy, lúc ấy mình chưa bán thì mình mới cho thuê thì nó cũng làm hỏng hết nhà ấy.
rồi bao nhiêu thứ đồ trong nhà cũng mất hết. Nó chuyển mỗi cho mỗi lần thuê là một, nó lại lấy bớt hết, thậm chí lấy cả cái cần câu. Cần câu rất là xịn của một cái anh ấy đi Mỹ anh gửi. Thế là mình cũng để trên mình chẳng để ý, thế lúc anh ấy về anh hỏi thì mình mới biết là mất. Thế rồi những cái phản của cụ ấy, những cái tấm phản gỗ lim các thứ là nó đi đầu hết. Tấm phản mà nó cũng lấy được. Thế là nó chuyển hết, tức là sau chán quá thì bán luôn. Thì bán bởi vì là phải bán, bởi vì là mình phải giả nốt cái tiền của cái nhà chung cư ấy. Cái nhà chung cư nó đến đợt 3, đợt 4 nó khá nhiều tiền, thì không thể giữ được nữa. Thế là phải bán để lấy tiền, bán lấy tiền để trả cái nhà chung cư, cái nhà mà mình hôm qua tới đó. Hồi đó là hình như cậu mua 2 căn rồi xong rồi mình thông, 2 căn xong mình độc thông ra, độc thông lên. Ủa nhưng mà sao nó cho ra thông hay? Cho chứ. Sài Gòn nó không cho đâu. Không, nó muốn mình mua mà. Đầu tiên là định mua cái nhà bên cạnh ấy, đối diện. Thế là xong rồi là sắp sửa đặt cặp đặt kiếc cái nơi thì là Dung mới lên, Dung mới xem, mình bảo là không hợp hướng. Thế bảo thôi không lấy nữa. Thế nó bảo để em biến cái cửa cho anh nó quay về phía đằng kia cho nó tương đối hướng. Thế bảo không được vì nó lại vào cái cầu thang nó cứ ẩm ẩm mệt lắm. Thế là cuối cùng nó bảo thế anh lấy cái bên này anh lấy 2 căn đi. Thế bảo ừ nhà. Thế là nó đem nó chuyển hết đi chứ, nó chuyển lại thành 2 căn, nó thành 1 căn của mình. Nó đặt lại cửa hết. Ừ, anh Sơn cũng thích 2 căn không vào gì. Vâng, thì nó như cái penthouse mà. Đấy, nó thành ra là 230 mét. Thế với một điểm nữa là mình định làm cái cửa sổ, chị có nhớ 2 cửa sổ chỗ phòng khách không? Là mình định là không làm cửa sổ mà để cửa kính toàn bộ cái khu ấy. Thế là đã cho nó 10 triệu rồi, nó đồng ý rồi. Thế xong rồi nó bảo không được, những mai thành phố nó đến nó phản vì không đúng với thiết kế. Thế là lại giả lại 10 triệu chứ nếu không á, cái cửa kính ở đấy toàn bộ khu ấy đẹp lắm á. Cửa kính đó là nhìn sờ xuống là đẹp lắm á. Vâng. Thế là cái hồi bán cái nhà đi thì giả 2 đợt tiền của cái nhà này, cái nhà chung cư rồi thấy nó cũng đẹp. Rồi là cũng được, thế là vẫn còn thừa ra ối tiền, thế là nó đi mua ô tô, mua linh tinh cả. Chạy loạn nhà... này. Cái nhà trên này đắt này. Là nhà trên phố đó là bán được bao nhiêu? Chưa, trường trên chưa bán. Bán ở chỗ ông nội thôi. Và bán trên của các cụ đây, hồi là bố mất mà. Khi mà cụ ông ở trên này, cụ bà mất thì cụ ông ở đây 10 năm nữa. 10 năm nữa cụ cứ đi ra đi vào ở trong cái Vũng Tàu, mùa đông thì cụ vào. Thế mùa hè thì cụ lại ra đây. Thế thì khi cụ mất một cái thì thôi nên cho thuê. Cho thuê một thời gian thì là thấy nó chối quá mà mình đang phải cần tiền để mình giả tiền cái nhà kia ấy. Thế là mình mới bán. Nói chung là mình đây phố như mình đây. Mà bây giờ đang tìm một chỗ đậu xe. Đây là mình Nguyễn Huân. Phố mình là phố Nguyễn Huân, đây 39 đây. 39 đây. Chỗ đây hay cái chỗ đây nó cho ô tô đậu lại quán cà phê này. Vâng, quán cà phê ngày xưa thì là đây. Bây giờ này nhá, anh chị ra đi. Anh chị đứng ở chỗ ba cửa 39 này nhá. Đấy, em đi tìm cái chỗ đậu cái xe ha. Phải tìm cái chỗ đậu xe này. Vâng. Cái okay, chỗ này hôm nay nó rơi vào cái ngày. Đúng rồi, rơi vào ngày